Em chào anh ngựa Bunny. Vâng, chào anh voi. Anh voi màu riêng. Cái bìa bằng của pin là cái lò xo. Cái lò xo trong này nè. Đây. Đó. Còn cái đầu pin là cái nắp. Bạn nào đi chơi, ba bạn nào đi chơi mà không hỏi cha mẹ, mẹ ở nhà đang gáo gích đi kiếm mà không gặp kìa. Xin mẹ tha lỗi cho con. Gặp những loại động vật gắn, gích, rồi những cái con vật dụng khác hoặc là. Ba anh em mình trốn gia đình, trốn mẹ, trốn cha, đi ra rừng chơi. Mình đói bụng quá, mình đi ra rừng ăn cỏ nha. Ăn cỏ nha các bạn, mình là thích ăn cỏ lắm, mình trốn mẹ đi. Không sao đâu, mình đi tí rồi về mình sẽ báo với mẹ sao. Rồi đi, đi, ok. Mình đói quá, nhanh lên. Đi thôi. Nhanh lên anh. Sao anh đi chậm vậy, tụi em ăn no rồi, anh đi nhanh lên. Rồi, anh sẽ ra tới đây. Mình sẽ đi ăn cỏ đây. Cắn cỏ đi. Ngon quá các bạn ơi. Ngon quá các bạn ơi. Rồi, anh ăn nó chưa? Rồi, em cũng ăn đây. Em ăn cỏ đây. Con ơi. Mẹ đây. Ba anh em đâu rồi? Ba anh em đi đâu? Đi đâu mất? Có chuyện gì bị bác? Cháu tê giác ơi. Ba anh em đi đâu mất tiêu rồi? Bây giờ bác phải có chuyện gấp, phải lo cho các em trong vùng này nữa. Bác không thể nào đi kiếm ba anh em kia được, ba anh em voi kia được. Tê giác đi kiếm giùm bác nha. Vâng ạ. Vâng, cháu đi đây. Đi. Đèn của bằng cỏ đây. Cỏ ngon quá. Ăn cỏ đây. Anh ơi, bên kia có đám anh heo với anh ngựa đang làm gì kìa, đang đi chơi kìa. Mình đi qua đó mình chơi chung đi. Đâu? À, làm gì đó bạn, em ngựa làm gì đó. Nghe là bạn em đang chơi nhà bạn. Mình đi qua bên đó mình kiếm, mình coi chơi chung coi. Em chào anh ngựa Bunny. Vâng, chào anh voi màu riêng. Em chào anh heo 3181. Vâng, em là voi đây. Còn em xin chào anh voi. Em là heo. Em là heo 3181 đây ạ. Em chào anh heo 6682. Vâng, em chào anh voi ạ. Vâng. Hai anh heo 6682 và anh heo 3181. Anh ngựa Bunny đi đâu chơi á? Mà ba anh em mình đi ra vườn dạo cho vui đấy mà. Dạo cho vui một xíu. Còn anh voi, ba anh em đi đâu á? Mình ba anh em mình đói bụng quá. Mình đi ra ngoài kiếm cỏ ăn để cho no á mà. Bây giờ ba anh em voi của mình và hai thằng heo 6682 và bạn sao ba heo 3181 và ngựa Bunny, mình chơi một trò chơi đo về chiều cao nhé. Vâng ạ. Đo về chiều cao thì em thích lắm. Tuy rằng chiều cao của em khiêm tốn, nhưng mà em muốn đo để cho các bạn biết mình, em có chiều cao bao nhiêu và kích thước bao nhiêu, có thể có bằng anh ngựa Bunny và bằng heo không ạ. Mình xin tự giới thiệu với anh ngựa Bunny. Cái chiều dài của mình là, có chiều dài là tính từ đầu cho đến tới cái sừng các bạn. Đây. Từ cái đuôi đến tới cái sừng. Đây các bạn, cái này mình đo cho các bạn tham khảo để biết được cái kích thước cụ thể thôi nha. Đây, nó gần là 16cm, tới cái giò nha các bạn, 16cm. Đó. Rồi, cái chiều cao của mình ha, tính từ cái chân lên tới cái lỗ tai nha các bạn. Đây, tính từ cái chân tới lỗ tai. Đó, mình là gần là một tấc, tức là 1cm á, 10cm. Rồi ok. Và cái bề ngang của mình tính từ hai cái chân qua. Đây, nó gần 7cm. Các bạn xem kỹ nha. Rồi ok. Đấy. Rồi. Rồi, mình đã đại diện cho ba anh em voi của mình đã giới thiệu xong rồi. Bây giờ anh ngựa Bunny, anh heo 3181 và anh heo 6682 hãy đo kích thước cho tụi em biết đi, tụi anh cao bao nhiêu. Thú thật với ba anh em voi nhé. Mình là ngựa Bunny, còn mình là 3181, còn đây là mình là 6682.
cho các bạn đã biết được kích thước trước rồi ạ. Cho các bạn biết kích thước rồi. Bây giờ chỉ còn ba anh em voi thôi. Bây giờ ba anh em voi đã cho biết kích thước rồi thì anh voi hoạt động bằng cách nào đi? Rồi. Ok. Ok, ok ngựa pony và hanh heo nhé. Rồi ok. Hôm nay mình đã cho các bạn biết kích thước rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn biết về cái cách hoạt động của mình nha. Thì khi các bạn mua về á, mình nằm trong một cái bọc. Đó, trong một cái bọc như thế này nha các bạn. Ok, thì mình tháo bọc ra, nó có một cái sợi dây này các bạn buộc trên lưng. Đó, sợi dây này làm gì? Sợi dây này có chức năng là co giãn nè. Co giãn khi các bạn đi chợ, đi chơi á, đi công viên hay là đi bất cứ du lịch nào mà được ba mẹ chở đi á, thì các bạn xách theo mình rất là dễ dàng. Khi các bạn bật công tắc lên á thì nó đi á, thì mình sẽ không bị lạc mình nha, không bị lạc mình ở giữa chợ hay là giữa công viên mà đông người. Thì cái hoạt động của mình bằng cách như thế này, mình á được sử dụng bằng ba viên pin. Khi các bạn mua về thì các bạn nhớ lắp đúng chiều nha, cái bề đích pin nè, cái bề bằng của pin á là cái lò xo trong này nè. Đây. Đó. Còn cái đầu pin là cái nắp bằng của cái miếng lò xo miếng thép. Rồi khi các bạn lắp pin rồi các bạn buộc nắp lại. Đây nắp lại. Các bạn đây nắp lại. Ở dưới này mình không có con ốc nha, có con ốc á, tại vì nếu như có con ốc vặn vô đây nữa thì các bạn mua về thì phải tốn một cái vít ba ke nữa, vít ba ke để mình vặn để tháo ra tháo vô nữa, rất là phiền phức. Thì cái nắp này các bạn đi thoải mái, các bạn chơi thoải mái không thể nào sức hơi được. Thì như mình đây có công tắc nè, công tắc các bạn bật lên thì nó chạy, bật lên thì voi chạy. Đây công tắc đây, bật lên thì voi chạy, bật xuống thì nó tắt. Ok đấy, thì cách hoạt động của mình là như vậy. Khi bật lên, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cụ thể về cái hình hài của mình nha. Đây ok, cái hình dáng của mình là như thế này. Đấy, nhìn rất là đẹp, rất đẹp nha các bạn, so với cái mẫu heo nè, so với mẫu heo 6628A nè. Đây đây thì nó cũng là tương đứng nhau, nhưng mà cái bề ngang của cái bụng của con voi mình thì nó bự hơn nha, bụng voi bự hơn, bạn xem kỹ nha. Đây, bụng voi bự hơn. Rồi đây thì mình sẽ cho các bạn nghe được cái tiếng kêu của con voi trực tiếp này nè. Ok các bạn. Anh ngựa pony ơi, em đã giới thiệu xong rồi, em đã giới thiệu về cách hoạt động của em xong rồi. Anh Tê Giác. Chào anh Tê Giác. Chào anh. Anh đi đâu á? Trong đây. Năm anh em, năm đứa bạn, bạn nào đi chơi, ba bạn nào đi chơi mà không hỏi cha mẹ, mẹ ở nhà đang gáo gích đi kiếm mà không gặp kìa. Mẹ ở nhà rất là buồn. Ba anh em nào, ba nào đi mà không hỏi mẹ tự thú đi. Thưa anh Tê Giác, em là ngựa pony. Khi em đi chơi, khi em đi ra rừng á, thì em có hỏi ba mẹ em rồi. Đó, ba mẹ em cho đi chơi chung với anh heo 3181 và 6628A nè. Thưa anh Tê Giác, có à, anh ngựa pony đã nói đúng rồi. Khi đi á, thì tụi em đã hỏi ba mẹ rồi, tụi em đã hỏi ba mẹ mới đi ra rừng chơi được, mới đi ra ngoài vườn cỏ để chơi cho vui. Đúng rồi anh Tê Giác à, đúng rồi anh, em cũng có hỏi ba mẹ rồi. Vậy là ba anh voi đúng không? Ba em voi không đi không hỏi ba mẹ đúng không? Ba mẹ ở nhà đang kiếm kìa. Thưa anh Tê Giác. Tại sao anh đi anh không hỏi ba mẹ? Tại em. Không. Hai anh đừng đánh nhau nữa. Lỗi là lỗi giữa ba anh em mình. Lỗi ba anh em mình đấy. Ba anh em mình đi mà không hỏi cha mẹ là mình sai. Hồi nãy mình đói bụng quá. Mình đi ra đây để mình ăn cỏ thôi. Mình đi ăn cỏ. Bây giờ mình đã ăn no rồi. Bây giờ mẹ đã đang tìm. Mẹ chắc thấy ba anh em mình đi lâu không vô nên mẹ đã đi tìm mình. Mẹ đang lo cho các em bên trong nữa. Nên ăn phải nhờ anh Tê Giác ra đi kiếm. Bây giờ thôi. Thôi ba anh em mình hãy đi theo anh Tê Giác đi vào. Mẹ đi vào mẹ đi để không thôi. Mẹ kiếm mình, mẹ kiếm không gặp mẹ lo lắm. Đúng rồi. Ba anh em đi. Mẹ của ba anh em voi đang lo cho các em bên trong. Tại vì sao các bạn? Tại vì mình á sinh ra trong một cái gia đình là gồm có 168 anh em nha. Thùng nhỏ là một thùng là 84 con. Thì nó gồm có ba màu. Thứ nhất là màu hồng nè, các bạn xem nè. Đây là màu hồng nha. Đây nó sắp cả ba màu. Đây là màu, nó gồm một thùng nhỏ là 84 con, nó gồm ba màu. Màu hồng nè, màu xanh lá cây nè. Đó. Màu xanh lá cây, màu green nè. Và cái lớp cuối cùng là màu lu nha các bạn. Đây. Lớp cuối cùng là màu lu. Rồi ok. Rồi. Ba anh em. Voi màu hồng,
Tin, voi màu xanh lá cây Green, voi màu Blue. Hãy đi theo ta về báo với mẹ ngay đây. Rồi, con đi sao? Voi đi đâu? Voi màu hồng đi. Voi màu xanh đi theo. Ba anh voi đi theo anh tê giác. Ba anh em tê giác đi vô. Chết rồi, chứ ngày mình về nhà là bị mẹ đánh. Mẹ đánh mình tét đít luôn. Mẹ đánh mình tét đít luôn vì lỗi là mình đi chơi ra rừng đó, ra rừng, ra vườn mà mình không hỏi mẹ cha. Mình sẽ bị đánh tét đít luôn. Thôi, ba anh em mình đã có lỗi thì mình phải cố gắng mình đợi. Mình cố gắng mình về mình nói cho mẹ hiểu. Thôi đi, không có cậu nào, đi nhanh lên về gặp mẹ rồi mẹ bảo. Con chào bác ạ. Chào tới giác. Sao rồi con? Con đi kiếm ba anh em voi có gặp không con? Con cháu kiếm gặp rồi ạ. Ba anh em đang ở đâu? Dạ ba anh em voi đang ra đói bụng quá đi ra rừng, đi ra vườn cỏ để ăn cỏ ạ. Ba anh em voi đã đang đi về cùng cháu ạ. Đâu đứa cháu gặp đó đâu? Ba anh em đâu? Cho bác xem nào. Vâng ạ. Ba anh em hãy lên đi nào. Con chào mẹ. Con xin chào mẹ ạ. Dạ con cũng chào mẹ. Ba em đi đâu? Kể cho mẹ nghe xem coi nào. Anh nói trước. Em nói trước đi. Anh nói trước đi, anh lớn mà. Thôi, để em đại diện em nói cho. Thưa mẹ, sáng chưa ăn gì, con đói bụng quá. Ta anh em con đi ra vườn ăn cỏ à. Thì ra là vậy. Tại sao ba anh em đi mà không hỏi mẹ hả? Để mẹ ở nhà mẹ kiếm, mẹ lo. Mẹ đi kiếm quá trời luôn, kiếm hết chỗ này, kiếm hết chỗ kia. Mà tại sao không hỏi mẹ? Thưa mẹ, tại vì ba anh em con đói bụng quá nên con không biết làm sao. Con chỉ muốn đi ra vườn để kiếm cỏ ăn thôi à. Ba anh em con đã biết lỗi rồi. Ba anh em con đi không hỏi mẹ là con đã biết lỗi. Xin mẹ hãy tha lỗi cho ba anh em con ạ. Xin mẹ tha lỗi cho con. Xin mẹ tha lỗi cho con. Thôi, được rồi. Đi đâu cũng phải hỏi cha hỏi mẹ. Dù đi bất cứ đi đâu, dù ở xa hay gần, dù ở vườn gần nhà hay là ở bất cứ chỗ nào, khi các con đi chơi thì các con cũng phải hỏi mẹ một tiếng, hỏi cha một tiếng, cha mẹ đồng ý cho đi thì mới được đi. Không được đi một mình, không được trốn cha trốn mẹ đi. Nếu đi như vậy lỡ có chuyện gì là ba mẹ kiếm không được. Ví dụ như các con đi chơi mà không hỏi ba hỏi mẹ, đi vô vườn gặp những loại động vật rắn rít rồi những cái con vật dụng khác, hoặc là các con đi chơi mà vô vườn những cái hố sâu hay là những cái bờ sông nãy kia mà các con còn nhỏ quá, các con không có bơi, không có tự bảo vệ mình được, thì các con phải đi đâu các con cũng phải hỏi mẹ hỏi cha, hỏi mẹ hỏi ba. Các con hãy nhớ nhé. Vâng ạ. Dạ vâng. Vâng ạ. Vậy mẹ đã tha lỗi cho ba anh em con rồi hả? Mẹ sẽ tha lỗi cho ba anh em con lần này. Nhưng lần sau nếu các con đi mà không hỏi mẹ nữa thì mẹ sẽ phạt các con đứng từ sáng cho đến chiều nhé. Rồi. Vâng ạ. Bây giờ ba anh em làm như thế nào để mẹ tha lỗi đi nào? Con anh hai đầu tiên, con đi mà con không hỏi mẹ là con sai. Con xin lỗi mẹ. Mai mốt con sẽ không dẫn các em đi ra vườn nữa. Con hứa con đi đâu con sẽ hỏi ba mẹ để cho ba mẹ dễ quản lý hơn à. Con chào mẹ, con xin lỗi mẹ. Con hứa từ đây về sau con đi đâu con sẽ hỏi mẹ, hỏi ba để cho ba mẹ dễ quản lý con hơn à. Rồi. Dạ con là em Út. Con đã biết lỗi rồi. Mẹ hãy tha lỗi cho con nha. Con hứa từ đây về sau con đi đâu con sẽ hỏi ba hỏi mẹ. Mẹ cứ yên tâm nha, mẹ tha lỗi cho con lần này nha. Con hứa là lần sau sẽ con sẽ không tái phạm nữa. Rồi, mẹ sẽ tha lỗi cho ba anh em con lần này. Nhớ lần sau đi đâu phải hỏi cha hỏi mẹ nha chưa? Không được đi một mình nha chưa? Bác xin cảm ơn Tê Giác nhé. Nhờ con mà con đã đi kiếm gặp được ba anh em voi. Ba anh em voi.
Vâng ạ, không có gì đâu bác, không có gì đâu bác. Rồi, bác cảm ơn con nhiều nhé. Chào con. Vâng, cháu chào bác ạ. Cháu chào bác, vâng.